có đủ khả năng chấp nhận thế giới một năm, ít là động như vậy thì ít ra thì đấy là những cái tín hiệu mà tôi tin rằng là Dương ở đây và rất nhiều các anh chị ở đây cũng đang theo đuổi cái giá trị mới về cải cách giáo dục, về công nghệ giáo dục mới, thì hãy tự tin rằng là nó hoàn toàn có cửa, không đến nỗi bi quan như là những chia sẻ nhiều như thế nhất. Còn đương nhiên như là đang đầu tiên đấy, vấn đề thì quá rồi lại nói đi qua đến một tháng nữa lại có sản phẩm có lời. Tôi là người ngoại ngành ở đây, là họa sĩ thôi. Thế tôi cũng có tham gia với anh Dương, thì là anh Dương có cái chương trình để tôi thấy tốt. Thì có cái vấn đề tôi muốn nói tại sao tôi tham gia với anh Dương, thì tôi nhìn thấy rất lâu và cái việc là cái trí thức của chúng ta có một sự thiếu hụt rất lớn về nghệ thuật. Thực sự là một nhà văn có thể rất tốt nhất về toán mà trái chúng ta cũng biết được tiểu thuyết, một họa sĩ có thể chấp kém toán chấm lý cũng ổn dạng và anh đào có thể vẽ đẹp, nhưng không thể chấp nhận một nhà vật lý hoặc một nhà toán học lớn hoặc là người học vật lý nguyên tử không biết một tí gì về nghệ thuật. Nhưng chúng ta khó làm chuyện đó, không những ở đây và không những ở đây mà cả nước khác, thì tôi cũng gặp rất nhiều anh chị bên đó và tôi phải nói là nếu mà muốn phát triển nghệ thuật thì các bác ở đây nữa muốn biết đấy là một cái vấn đề. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải trang bị ngay ở chúng ta, không riêng ở chúng ta, ngay từ cả ngày đặt tên lên bàn Dương, cái công việc của chúng ta sẽ phải dạy kinh nghiệm trong thể làm thế nào đó mà càng nhiều người trong chúng ta và trong chúng ta nắm được, tức là có được một cái trang bị, cái hiểu biết về nghệ thuật thì với tôi cho họ sẽ được mình nắm được nhiều, thì cái đấy cực kỳ cần thiết để cho chúng ta giống như chúng ta có thể được du hành một cái miền mà xa hơn chúng ta một chút, và cái đấy nó làm chúng ta trở thành một người toàn diện. Nhưng mà việc này nó sẽ rất khó, tức là đối với những người lớn chúng ta đã khó làm thì chúng ta sẽ làm như thế nào, chúng ta phải nghĩ rất kỹ để chúng ta có thể truyền tải cho rất nhiều người. Cảm ơn anh Sơn và xin được báo anh Sơn đã xung phong dạy từ khóa về lịch sử mỹ thuật ở trên Sao School, giới thiệu về lịch sử mỹ thuật. Theo anh nói là từ 30.000 năm trước là từ bước vẽ đầu tiên trên hoạt động và tiến triển như thế nào thì anh yeah. Thì anh Sơn sẽ tổ chức một khóa như thế. Và điều đấy báo với anh Khang là sau khi giao xuân ra mắt thì có một anh ở bên Pháp, thì anh xung phong dạy một khóa về an toàn những cá nhân từ lúc trước một mà anh ấy không thể về Việt Nam được. Đã cho là anh sẽ tổ chức một khóa như thế để làm cái đó. Thì cũng có những khóa thi điểm. Hào hứng đây là người Dương cực kỳ hào hứng. Đấy, đây thì có đấy nhỉ, chúng ta ủng hộ. Các chàng ta ủng hộ cái việc là múc. Nhưng mà đây là... Hay là tiến sĩ hạt nhân
chứ không thể một cái chiếc lục khác, tất cả cái gì cũng có, cái đấy thất bại đấy chắc. Thì đấy là cái này, nhưng mà đấy, lịch sử thương mại điện tử nếu mà dương ngồi xem lại, nó mới là thế thôi, thì sẽ có những người sơ bài không bị thành công, mà sẽ không những không nhiều. Nhưng mà nếu mà chót được đúng, thì anh chỉ là gì là nó thành công, chứ đấy là mặt hàng. Để cho các bạn mình có thể lốt để nó sẽ đủ hấp dẫn để người ta có thể nghe nói là tập đen. Nó không thể tiền phải tự mình nhận tiền thì cái này thì đúng là ngay cho hoàn toàn đồng ý với em nhất là bây giờ rất nhiều đây bây giờ cũng không hôm nay cũng sang mà cái người đang sang mà cái dương là mình trên 10% đang kiểu thì thực sự là internet ở tốc độ công nghiệp Việt Nam rất là nổi rất là đi sâu khá sâu vào cuộc sống rồi nhưng mà mình biết thì là lý do thì ngược lại thương mại điện tử mình thấy rằng nói thương mại điện tử nghĩ ngay đến chuyện là nó phải đi bay. Điều trước anh ở Việt Nam khi mà anh từng trực tiếp chuyển biến xong thì nghĩ là em quy luật mình làm thương mại điện tử thì chắc là thua. Thế thì khi anh có cái máy tính thì hỏng mất cái cáp mua thôi. Thế mình chẳng biết mua đâu cả, mình lên mạng. Thế thì có cái gì ra gọi là cáp mua máy tính đúng không? Đúng cái loại mẹ. Cáp mua máy tính nào cũng có đấy. Mà có đồ đầu và đồ là chọn để lựa chọn thì trên mỗi một cái cáp đấy thì lại có một số điện thoại thế là trên mỗi một cái cáp đấy có một số điện thoại di động thế là mình gọi số điện thoại di động đấy lúc mấy nửa tiếng sau có cả ngàn đến tận nhà lúc cái cáp đấy không nghe tiếp được nào như thế này thì hơn đi cũng chẳng ngoài số điện thoại di động có ảnh người bán không không quan trọng mình mất gì đâu. Thì anh nghĩ đấy là thương mại điện tử nó giảm được đúng không cái nhân đây có 200.000 đồng một cái khác mà mang đến tận nơi gọi điện đàng hoàng biết phiếu bảo anh ba tháng anh ở đâu em làm đây thì mới bảo là đấy là chỉ cái gì thành công thì họ đã biến được cái công nghệ của nước ngoài ăn đáp được vào trong môi trường Việt Nam giải quyết những vấn đề sức thì nếu mà các anh em đang ở giáo dục trực tuyến mà có cái tư duy như vậy chắc chắn là thành công chắc có lý do mình bỏ ra thành công thì hiểu được nghĩa là kiếm được tiền thì không phải chỉ là xin tiền của người khác thì mình có thể xin mạng tức là nếu người ta nghèo tiền không phải thành công kiếm được tiền đáp ứng thành công đầu tiên là đáp ứng được nhu cầu của tồn tại đúng không anh tin những điều này khi một khi mình đã đứng được nhu cầu thì mình sẽ thu được tiền đấy là hệ quả của việc mình đã có thu được rồi thế cái ví dụ rồi anh thấy là đã có 200.000 đồng đã được đúng rồi anh giải quyết chót vẹn trong vòng nửa tiếng đồng hồ anh tin rằng ở Mỹ tất cả các bạn họ làm luôn đăng ký đăng tiếp rồi những ngày nào hôm sau anh chuyển về thế còn cái này áp dụng của giáo dục thì không nói áp dụng của mặt hàng tuyệt đối đáng nhưng mà nếu mà chúng ta không nghĩ nó đặc biệt quá thì chúng ta rất khó không biết chúng ta cũng phải nghĩ là giáo dục của bạn làm ai cũng cần chứ mà chỉ có số ít người cần mình đang nói là giáo dục tất cả mọi người thì nghĩ rằng là ai cũng phải cần thì tìm cái người ta cần trước sau đó dần dần mình đưa cái người ta chưa cần lắm thì mới là cái cách tiếp cận đúng thì học thì cũng phải từ cái nếu để mình đi thay thì là anh đọc đầu góc thì có dương đến cái trang này thì thực ra đây là một cái cửa hàng đúng không và ai cũng có thể có cái bài giảng của mình được thì mình đừng nghĩ xem mình tư bài giảng gì của mình lên mà có thể như là xã hội người ta sẽ cần và cái gì mình nghĩ là nếu mà cái cơ sở cái phong trào cái họ như vậy thì có thể rất nhiều người sẽ được một cái rất hay và nhất là cái nhất hiển nhiên là người có thể đóng góp rất nhiều bài giảng hay thế là anh nhân có thể đóng góp rất nhiều vào bài anh. Tám năm nay cũng giải dỗ dạy dỗ thì có phải cái thế thôi mình anh chưa. À, thế là cuối cùng anh búng một câu, biết anh búng vào không? Có rồi. Tới cuối mai rồi. Còn mai.
nãy thì xem cái slide bài công công tôi vẫn cứ thắc mắc mãi không hiểu sao anh để cái là ai hết ở Green, cái là thời quá khứ là sao anh? Bảo rằng không tôi chỉ nghe cái phương pháp đấy thì làm sao